Thế nào là một người đàn ông trưởng thành? Một người đàn ông trưởng thành chính là một người đàn ông biết dừng chân ở cách xa cám dỗ và là một người nhớ tới người phụ nữ của mình trước những cuộc vui và đam mê. Người đàn ông trưởng thành không có nghĩa là họ có một cái độ tuổi đủ cao hay là cái tháng ngày sống của họ đủ dài. Đàn ông trưởng thành chính là người có đủ trải nghiệm, đủ hiểu chuyện để không mắc những cái sai lầm ngớ ngẩn, đủ khôn ngoan để biết được mình đang cần trân trọng điều gì và điều gì không cần trân trọng. Tôi hay nói phụ nữ nên tìm kiếm một người đàn ông trưởng thành để có thể phung phí tận hưởng những tháng ngày của thanh xuân. Đừng trao tâm hay đặt thân vào một cậu bé chưa trưởng thành. Với một người chưa đủ khả năng phân biệt cuộc chơi và cuộc đời thì không nên nặng lòng. Đàn ông trưởng thành cách yêu có thể không quá nồng nhiệt như một cậu bé mới lớn, cũng chẳng quan tâm thái quá hàng giờ, hàng phút. Cũng không có chuyện hàng ngày họ chạy quanh bạn như một đứa trẻ lên ba. Nhưng cách yêu của người đàn ông trưởng thành sẽ khiến cho bạn an lòng. Và đừng tìm một cậu bé tựa vai bạn, mà hãy tìm một người đàn ông để bạn tựa vào vai họ. Hãy lựa chọn người mà khi trời nổi bão giông, bạn sẽ được ôm bao bọc vào lòng một cách ấm áp. Chứ không phải là khi trời vừa nổi giông bão, ngó nghiêng xung quanh, bạn chỉ thấy một mình trong cuộc đời của sự đơn.